trái tim của những cổ động viên ở Los Angeles. Mọi người rất là yêu mến và hâm mộ nên họ tới đây rất là đông. Thì hôm nay mọi người sẽ cùng đi với mình thử xem nha. Bây giờ mình đang trên đường đi tới chỗ tưởng nhớ tới Kobe Bryant. Thì bây giờ đang trên đường đi thì mình sẽ nói cho các bạn và mọi người biết sơ qua về Kobe Bryant. Nói chung là thật sự là mình cũng không có theo dõi thể thao, cho nên mình cũng không có rành về những cầu thủ về thể thao đâu. Nhưng mà tại vì mấy ngày hôm nay khi mà mình đi làm á, tin tức ở trên news, trên TV á, mỗi ngày đều đưa lên, đều nói về cái vụ tai nạn máy bay này. Ngày nào TV cũng nói và cũng nhắc rất là nhiều, rồi đưa những cái hình ảnh gia đình nói về Kobe rất là nhiều. Và khi mà bắt đầu là mình mới chú tâm tới và mình coi, và tất cả những khách của mình á, khi mà tới làm tình neo á, thì họ cũng bàn tán và họ cũng nói về cái chuyện này, và họ cũng chia sẻ là họ rất là buồn á. Và đi khi mà mình đi nhà bank thì mình cũng nghe mọi người đều bàn tán về những cái này, và người nào cũng tỏ ra rất là thương xót và nuối tiếc khi mà thấy Kobe bị như vậy mà chết khi mà còn quá trẻ. Và tại vì anh quá nổi tiếng cho nên là mọi người đều rất là thương tiếc. Và mình để ý tới cái tin đó cho nên mình mới thấy, mà thật sự khi mà ngồi coi á, thấy hình ảnh cả gia đình Kobe mới hồi Tết vừa rồi á, cả nhà đi chơi với nhau, chụp hình và tươi, ai cũng cười rất là tươi và nhìn gia đình rất là hạnh phúc các bạn. Vậy mà bây giờ anh và cô con gái đã bị tai nạn như vậy thì cái sự mất mát nó rất là đau lòng. Mình là người ngoài thôi nhưng mà mình nhìn thấy thật sự mình ngồi mình cũng đã rơi nước mắt khi mà thấy những cái cảnh như vậy. Nên mình không biết là những người trong gia đình là sẽ còn đau xót tới cỡ nào, mà không phải là riêng nước Mỹ không, mà tất cả mọi người yêu mến thể thao trên toàn thế giới cũng rất là sốc và bàng hoàng và rất là đau buồn khi biết được cái tin này. Thì Kobe Bryant sinh năm 1978, anh tuổi con ngựa đó các bạn ơi, và năm nay 41 tuổi. Anh đã chơi thể thao từ năm 17 tuổi rồi. Anh ta chơi rất là giỏi và chơi cho đội, chỉ một mình đội Lakers thôi. Và trong thời gian anh chơi bóng rổ đó, anh đã đoạt được rất là nhiều cái huy chương, rồi rất nhiều cái cúp vô địch. Và trong đó thì mình biết là anh ta đoạt được 5 cái cúp vô địch trên toàn thế giới, là những cái cúp đó là rất là lớn mà không phải ai cũng đạt được. Anh đã đem 5 cái cúp lớn về cho nước Mỹ, và những cái cúp nhỏ thì rất là nhiều thì không tính. Và anh chơi thì quá xuất sắc và quá giỏi, quá nổi tiếng cho nên mà mọi người đều biết hết. Và ở bên Việt Nam mình á các bạn, thì các bạn mình rất là mê bóng đá, thì ở Mỹ á thì họ lại rất là mê bóng rổ, bóng chày và bóng bầu dục rồi mới tới bóng đá. Cho nên ở Việt Nam các bạn mà hâm mộ cầu thủ hay là khi nói về một cầu thủ nào nổi tiếng là các bạn sẽ biết liền ha. Thì ở đây cũng vậy, tất cả những người hâm mộ về bóng rổ và yêu mến cái môn thể thao này á, thì khi mà nói về Kobe thì mọi người đều biết và đều rất là yêu mến anh, vì anh quá nổi tiếng và quá là xuất sắc và quá giỏi. Mà làm một điều là mình ngạc nhiên nữa, khi mình coi trên TV á, là ngày hôm đó là có một cái cuộc họp ở trong quốc hội á, khi mọi người đang họp và đang nói về ông tổng thống Trump á, thì khi biết cái tin mà Kobe bị tử nạn thì trên TV đã chiếu là mọi người đã đứng lên dành 5 phút để mặc niệm tưởng nhớ tới Kobe, là biết cái sự ảnh hưởng, cái tầm ảnh hưởng rất lớn của anh này tới toàn nước Mỹ luôn, toàn thế giới luôn đó các bạn, rất là lớn. Thì Kobe Bryant này có vợ và 4 cô con gái. Cái cô con gái thứ nhì năm nay 13 tuổi. Cô bé đó cũng rất là mê bóng rổ.
khiếu về bóng rổ. Bé đó cổ rất là có năng khiếu về bóng rổ, và cái ước mơ của cái cô bé này á là muốn được trở thành một ngôi sao bóng rổ nữ nổi tiếng giống như cha của mình. Cho nên là cô Bi đã tập luyện cho cô bé này và cổ chơi rất là hay. Thì ngày hôm chủ nhật vừa rồi đó là ngày mà cô bé đi thi đấu ở Calabasas, có một trận đấu bóng rổ, và cô Bi đã đi cùng cô con gái trên máy bay riêng của mình để chở cô tới chỗ đó trên đường thi đấu. Thì ngày hôm đó là ngày chủ nhật, rất là nhiều sương mù các bạn. Ngày hôm đó là mình đi coi diễn hành ở Grand Row, thì trời rất là âm u và sương mù rất là nhiều. Đúng ra ở hội chợ ở ngay diễn hành Grand Row thì sẽ có máy bay nhảy dù để cầm cờ, thả cờ xuống để cho mọi người coi, nhưng mà tại vì thời tiết quá là âm u, thời tiết quá là không có tốt, cho nên máy bay đã không có được bay, máy bay không có được bay lên, đã không có được lệnh xuất phát, cho nên là đã ngưng cái chuyến bay đó. Cho mình không hiểu tại sao mà máy bay Kobe vẫn bay đến cái chỗ thi đấu đó. Thì bởi vậy vì có sương mù á các bạn, cho nên khi mà máy bay bay lên rồi á thì không có thấy đường, tức là không thấy rõ. Thì ngay ở độ cao 7000 feet thì mình không biết là bao nhiêu mét nữa, nhưng mà cái độ cao đó chắc cũng không quá cao, thì sương mù quá dày đặc cho nên là phi công không có thấy đường lái. Thì lúc đó máy bay mới bị đâm vào núi, thì lúc đó máy bay đâm vào núi và bị nổ tung, bị rơi xuống và nổ tung. Thì trên chuyến bay đó có tổng cộng tất cả là 9 người, Kobe Bryant và cô con gái 13 tuổi, và có hai vợ chồng cũng rất là nổi tiếng, cũng đi cùng với một cô con gái cũng mới có 13 tuổi thôi, mình đi thi đấu chung với lại con của Kobe á. Thì hai vợ chồng đó để lại một đứa con, cũng hai đứa con, để lại hai đứa con ở nhà. Thì hai vợ chồng đều tử nạn trong chuyến bay đó, và thêm một vài người nữa, nhưng mình cũng không biết rõ về những người đó nhiều lắm, nhưng mà đa số toàn là những người cũng là nổi tiếng, có tiếng tăm á các bạn. Cho nên khi mà biết cái tin tức này thì cảm thấy rất là đau buồn, rất là đau lòng. Thì gia đình có cái sự mất mát quá lớn. Thì Kobe Bryant thì chơi bóng rổ 20 năm rồi, thì anh mới giải nghệ hình như năm 2016, không còn chơi nữa. Sau 20 năm anh chơi rất là nổi tiếng. Và Kobe đó là một người công giáo các bạn, mà anh rất là ngoan đạo, chủ nhật nào anh cũng đi nhà thờ hết á. Và ngay ngày hôm đó là ngày chủ nhật thì mọi người á, có người còn thấy anh á, lúc 8 giờ anh còn đang đi lễ ở nhà thờ, thì 8 giờ mấy anh còn ở đó. Thì 9 giờ, khoảng 9 giờ hơn, 9 giờ 40, 45 gì đó là mọi người đã nhận được cái tin anh tử nạn trên chuyến bay đó. Cho nên mọi người rất là bàng hoàng, tất cả mọi người rất là bàng hoàng, nhất là cái nhà thờ. Khi Kobe Bryant còn sống á, thì hai vợ chồng có lập một cái quỹ từ thiện, anh làm từ thiện cũng rất là nhiều, một cái quỹ từ thiện rất là lớn để xây nhà tình thương nè, cho những người nghèo, những người homeless, những người mà không có nhà cửa, mà trong đó thì có cả những người Việt Nam mình nữa. Tại vì Kobe sống ở Newport Beach á, thì vòng vòng cái khu gần Irvine, vòng vòng Newport Beach đó thì cũng có nhiều người Việt Nam, và có cả cộng đồng người Việt Nam mình cũng có biết những cái chương trình từ thiện, cũng có nhận được những cái đó nữa. Cho nên khi mà biết Kobe tử nạn á thì nhiều người rất là đau lòng và đau buồn, để mà khi biết được cái tin này, chỉ cầu mong và cầu chúc cho tất cả mọi người một năm mới thật là bình an, thật là vui vẻ. Các bạn ơi, mình thấy không, cuộc sống thì rất là ngắn ngủi, mình không biết ngày mai nó sẽ như thế nào, không biết ngày mai nó
nhích 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 đi thôi đó. Đấy, đó một dòng dài kẹt rồi nè. Đó. Hôm nay bị kẹt đường rồi. Đó là hướng đi về. Bị kẹt đường rồi, còn mình đang là đi lên nè. Hôm đây mình cũng sắp sửa bị hơi chậm chậm này rồi đó. Còn bên kia là thành phố Los Angeles. Tầng ở trong kia đó. Mấy cái nhà cao tầng trong đó là. Chào mọi người ơi, bây giờ mình nè, bây giờ mình đã đi tới đây rồi nè. Mình đang đứng ngay chỗ lót rồi. Đây các bạn thấy không? Mọi người đang đứng chờ để đi băng qua đường. Đi qua bên kia kìa. Số 8 và số 24 là số mà Kobe Bryant khi mà còn sống như thế nào. How much for this? $10. $10 một cái áo. How much is it? $10 một cái áo, $10 cho một cái áo là có hình của Kobe, có hình số Kobe. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua đường nha các bạn. Sẽ đi qua đường để vô cái chỗ mà